Sau hơn 27 năm diễn xuất, Ngô Gia Lạc vẫn không lên được sao hạng A, dù vậy anh vẫn có cuộc sống sung túc với khối tài sản hơn 13.000 tỷ đồng mà cha vợ để lại. Theo trang Sohu, nam diễn viên Ngô Gia Lạc vừa chính thức chấm dứt hợp đồng với nhà đài TVB, chia tay sự nghiệp diễn viên để tập trung vào làm việc kinh doanh. Tài tử sinh năm 1972 tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của TVB vào năm 1994 và được nhà đài o bế với kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới trong làng giải trí hoa ngữ. Vai diễn đầu tiên của Ngô Gia Lạc là Quách Phá Lỗ, con trai út của Quách Tính trong Thần Điều Đại Hiệp, phiên bản năm 1995 do Cổ Thiên Lạc đóng vai chính. Ngoài ra, anh còn đảm nhận nhân vật từ Dĩnh Dương trong tác phẩm Người Hồng Kông trên đất Quảng Châu bên cạnh Lê Diệu Tường, Trương Khả Di, si, Mai Tiểu Huệ và Hà Siêu Nghi. Năm 1990, TVB kế thừa danh tiếng của nhóm ngũ hổ tướng bao gồm Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vĩ, Thằng Trấn Nghiệp và Lương Triều Vĩ để lập ra tân ngũ hổ tướng với các gương mặt nổi trội ở tiệm đó là Cổ Cử Cơ, Cổ Thiên Lạc, Lưu Khải Uy, Ngô Sa Lạc và Hà Viễn Hằng, nếu như cổ cử cơ cổ thiên lạc lưu khải uy đều có sự nghiệp điện ảnh nơ rộ cổ thiên lạc thậm chí còn giữ chức chủ tịch hiệp hội diễn viên hồng kông danh giá hà viễn hằng chuyển hướng sang kinh doanh riêng thì ngô gia lạc không được may mắn kể từ khi diễn xuất cho đến nay ngô gia lạc đã xuất hiện trong hơn 100 tác phẩm phim ảnh như yêu về nhà ngư dùng hiền nhân Hồng Võ Tam Thập Tam, đồng thời đảm nhiệm vị trí MC cho rất nhiều chương trình truyền hình. Tuy nhiên, Ngô Sa Lạc chưa bao giờ được vào vai nam chính và trong một số phim, anh chỉ đóng vai quần chúng với thời lượng lên hình vô cùng ít ỏi. Trên trang cá nhân, nam diễn viên viết 27 năm đối với bản thân, bây giờ tôi thực sự cần phải đưa ra một quyết định quan trọng. Trong vài tháng qua, tôi đã liên tục đặt ra cho mình nhiều câu hỏi. Tôi không tin Trung Trung Chín vai diễn trong phim phải đi xin ăn. Xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người, tôi cũng cảm ơn gia đình tôi đã ủng hộ hết mình cho dù tôi có quyết định gì đi chăng nữa, ngọn lửa trong tim tôi không bao giờ tắt. Thế nhưng đối với nhiều khán giả, Ngô Gia Lạc mới là người có cuộc sống viên mãn nhất trong nhóm Tần Ngũ Hổ Tướng. Sau khi chia tay với bạn gái là người mẫu nổi tiếng, nam diễn viên bí mật hẹn hò với Ngô Tuệ Tuệ, ai nữ của chủ tịch tập đoàn bất động sản Chevalier Hồng Kông. Sư luận đã vô cùng bất ngờ khi biết được việc Ngô Gia Lạc bước chân vào Hào Môn lúc cả hai công bố kết hôn vào năm 2006. Tháng 8 năm 2019, tỷ phú Ngô Diệt Khanh qua đời để lại cho con gái khối tài sản trị giá 4,5 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 13.000 tỷ đồng. Kể từ đó, báo chí Hồng Kông đặt cho Ngô Gia Lạc cái tên, chàng rể, nghìn tỷ. Nam diễn viên cũng giúp đỡ việc kinh doanh cho gia đình vợ. Anh cùng Ngô Tuệ Tuệ sinh được hai bé trai sinh đôi và một bé gái. Dù vậy, Ngô Gia Lạc không bao giờ ý lại gia thế nhà vợ. Suốt 10 năm kết hôn, anh vẫn chăm chỉ, chạy show, đóng phim. Khi giành giải nam diễn viên phủ TVB được yêu thích nhất tại Malaysia năm 2016, Ngô Gia Lạc gửi lời cảm ơn vợ vì đã là người luôn quý trọng và giúp đỡ anh trong lúc khó khăn nhất, khẳng định tình cảm khăng khít với Ngô Tuệ Tuệ.